Chào mừng các bạn trở lại với kênh Hoa Vườn Nhà. Sau hơn nửa tháng mưa, đúng là hơn nửa tháng mưa thì cái dãy hoa hồng nó tan tác. Tuy nhiên ấy, có một số cây nó nở vào những cái lúc mà nó mưa rất là nhỏ thôi thì nó vẫn còn rất là đẹp. Đây là những cái cây hồng đào cổ này. Đấy, đào cổ lên chậu trồng dáng chi rất là đẹp luôn. Đấy, cái số còn đang nụ này thì khả năng sẽ còn tương lai. Đây, cây Sapa này rất là đẹp. Cây này thì nở vào đúng cái hôm thời tiết đẹp. Hôm nay bắt đầu nó bung hẳn ra. Vẫn còn đang mưa nha các cụ nhá. Đấy, vẫn còn đang mưa này. Bà con cô bác mà xem mình chơi hoa hoặc là xem cái kênh của mình ấy thì toàn hoa là hoa, được bảo là sao đàn ông con trai mà lại chơi hoa. Nhưng mà thực tế ra các bác cũng hiểu rằng là đến 60-70% những người chơi hoa hoặc là chơi cây cảnh là đàn ông. Mình khẳng định luôn. Trên một số hội nhóm ấy, nhìn cũng đa phần là đàn ông đi mua hoa hồng thôi. Đấy. Form còn rất đẹp này, form bàn tay luôn này. Đấy. Các cụ nhìn đẹp không? Rất là đẹp luôn. Những cái cây hoa hồng này thì mình tự tạo dáng chi cho nó bằng cách là mình chiết những cái cành mầm nó lên trong những cái thời điểm mà ví dụ mùa xuân này nó bắt đầu chuẩn bị lên những cái mầm to này. Nó chuẩn bị lên những cái mầm to thì mình sẽ nuôi nó, tỉa những cái ánh đi rồi mình nuôi nó cao khoảng độ 80-100 cm là sau đó là mình sẽ chiết tạo thành một cây dáng chi rất là đẹp. Đấy, kể cả Sapa lẫn đào cổ mình ưu tiên hai loại hồng này. Mình trồng kèm một số loại hồng ngoại, một số loại hồng Trung Quốc, nhưng mà vẫn ưu tiên hai cái loại hồng này là chủ đạo bởi vì là nó khá là dễ chăm. Tuy nhiên cây Sapa nó hay bị đen thân lắm đấy. Nếu mà các bác trồng trên chậu mà không để nó đất nó thoáng ấy, nó thoát nước tốt ấy, nó bí đất là nó sẽ bị đen thân 100% luôn. Đấy, mình ban đầu chơi mình cũng bị chết mất mấy cây, nhưng mà sau này mình nghiên cứu ra là hoàn toàn là do rễ bị nghẹt, tức là cái giá thể của chúng ta không được thoát nước tốt. Đấy, đây các bác nhìn này, cây Sapa của em khá là đẹp đấy. Nó đang nở giữa trời mưa luôn. Giữa trời mưa này thì cũng muốn quay cho các bác xem là biết là cái tình hình hoa cây cảnh của em nó như thế nào trong cái thời gian mưa vừa rồi. Thì cũng rất là mong là các bác có lời động viên. Động viên tới em để có những cái buổi để mình dành ra chăm sóc hoa cây cảnh. Bởi vì là làm cây này thì em không phải làm để bán đâu, mà làm hoàn toàn để chơi. Cho nên là nếu mà có một lời động viên của các bác, một bình luận, một like, một chia sẻ thì cảm giác nó rất là sung sướng, hạnh phúc luôn. Cảm giác nó rất là sung sướng. Đó, chính vì vậy mà em trồng hoa hồng rất là nhiều. Đây là cái dãy bên hông nhà này. Đấy, cái dãy bên hông nhà rất là đẹp. Cây này là cây trà mi này, đang nở hoa. Nào nở đẹp một chút, nở nhiều một chút thì em sẽ quay cho các bác xem. Trà mi em lên chậu đấy, em đánh ở cái bãi ngoài kia em cho vào chậu. Còn đây là cái đồi tùng, một số bác mà chia sẻ cái đồi tùng. Đồi tùng này tính đến hôm nay thì nó cũng rơi vào tầm 6-7 tháng rồi. Trồng cỏ gừng thái các thứ là nó ổn định rồi. Tùng La Hán nó khá là đắt, mua 5 cây này hết khối tiền các bạn. Còn kia quay cho các bác xem là cái dãy hoa hồng. Vì hôm nay nó mưa ra đấy ướt hết quần áo. Cái dãy hoa hồng bờ ao nó rất là nhiều, gồm các loại này, đào cổ điều này, ngọc lung linh này, rồi tường vi, hồng cổ Sapa. Rất là đẹp luôn. Đấy, bên đấy rất là đẹp nha các cụ nhá. Đó, hoa nở rất là đẹp.